2016 đến năm 2020, kinh tế Thái Bình liên tục tăng trưởng trên 10%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thái Bình sở hữu lợi thế kép khi vừa nằm trong vùng kinh tế ven biển, kết nối 6 tỉnh duyên hải Bắc Bộ, vừa được quy hoạch khu kinh tế Thái Bình phát triển đa ngành. Theo đó, vùng kinh tế ven biển 6 tỉnh duyên hải Bắc Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng đi qua Thái Bình đến Thanh Hóa, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, kết nối xuyên suốt, tạo đà tăng trưởng kinh tế và giao thương thuận lợi. Điển hình như cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh quy mô 6 làn xe, tuyến Thái Bình, Hà Nam quy mô 4 làn xe, tuyến Thái Bình, Nam Định quy mô 4 làn xe, tuyến đường ven biển quy mô 8 làn xe. Theo các chuyên gia nhận định, Tiền Hải sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp, mang lại nhiều giá trị thặng dư cho các nhà đầu tư. Dự báo, giá bất động sản tại Thái Bình nói chung và Tiền Hải nói riêng hoàn toàn có thể đột phá và thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian tới. Nằm tại vị trí đắc địa, liền kề khu công nghiệp Tiền Hải, dự án Tiền Hải Center City sở hữu lợi thế cộng hưởng từ các yếu tố ngoại tác động, ảnh hưởng tích cực như sự phát triển của khu kinh tế và giá trị bất động sản công nghiệp. Từ đó, mang lại tiềm năng sinh lời từ việc gia tăng giá đất và giá trị bất động sản. Theo đó, khu công nghiệp Tiền Hải khi được lấp đầy sẽ thu hút từ 50.000 đến 70.000 công nhân, mang lại cơ hội kinh doanh lớn cho dự án Tiền Hải Center City. Đồng thời, dự án nằm trong khu dân cư đông đúc tại mặt đường tỉnh lộ 221A, cạnh giao lộ vàng 221A Tạ Xuân Thu và chỉ mất 4 phút tới cao tốc ven biển mới. Bao bọc xung quanh dự án là trục đường kinh doanh sầm uất như Tạ Xuân Thu, Ngô Duy Phớn, đường 14 tháng 10, Hùng Thắng, ngã ba Ông Tượng, quốc lộ 39B, v.v. Trong vòng bán kính 2 km từ dự án là cơ quan hành chính y tế, giáo dục và các khu ăn uống giải trí hiện đại của Tiền Hải. Được xây dựng trên tổng diện tích gần 84.000 m², Tiền Hải Center City được đánh giá là khu đô thị hiện đại bậc nhất của tỉnh Thái Bình. Dự án được quy hoạch 346 lô đất với cơ cấu sản phẩm đa dạng, phù hợp tiềm năng của dự án như đất nền, shop house, liền kề, biệt thự, shop villa. Diện tích các lô đất từ 98 m² cho đến 277 m², pháp lý sạch và sổ đỏ từng lô. Dự án có lợi thế đường nội khu rộng thoáng từ 13,5 đến 18,5 m. Giáp đường khu công nghiệp rộng 27,5 m, quy mô 2 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh. Tiền Hải Center City cũng ghi điểm nhờ cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện với chất lượng cao, từ hệ thống điện ngầm hiện đại, hệ tiện ích đa dạng cho dân cư sinh sống, quan vườn hoa, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời với các máy tập và sân thể thao. Cùng với đó là hệ thống nhà phố thương mại, các dịch vụ ăn uống, thời trang, siêu thị, nhà hàng, cà phê, đáp ứng tất cả các nhu cầu chỉ với một bước chân. Không chỉ với dân cư nội khu, dân cư lân cận mà cả với đội ngũ công nhân viên đông đảo tại các nhà máy. Ngoài ra, các dãy nhà phố có thể đầu tư cho thuê làm văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú cho cán bộ nhân viên đội ngũ chuyên gia cấp cao. Có thể nói rằng, Tiền Hải Center City là nước cờ chiến thắng hiếm có hiện nay cho các nhà đầu tư. Với hàng loạt các lợi thế vượt trội cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của vùng, Tiền Hải Center City chắc chắn sẽ trở thành một tâm điểm đầu tư mới trong làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp.